Chào các bạn, nếu các bạn xem lưu lại video và xem đến cuối cũng như chia sẻ video này cho mọi người thì chỉ trong vòng khoảng 3 tháng, các bạn sẽ nắm bắt được cơ hội để thành công. Xin mời các bạn cùng đi vào chi tiết video cùng với chúng tôi. Các bạn thân mến, các bạn phải biết buông bỏ cái tôi của mình xuống, quan sát những người giàu có thực sự xung quanh bạn bạn sẽ thấy rằng họ có điểm chung chính là biết rõ người này sẽ không làm được nhưng họ không nhắc nhở không chỉ và cũng không làm thầy của người khác ngay cả khi kiến thức kinh nghiệm của họ có vượt trội họ cũng không đưa ra lời khuyên nào điều này không phải là thói quen thấy chết mà không cứu mà là họ biết rằng việc chỉ bảo đều tiêu tốn nhiều năng lượng của họ vì sự ngu ngốc ở đời này chính là việc cố gắng dạy người khác mà không đạt được kết quả người khôn ngoan thường kiện lời trong khi kẻ ngu lại thích chỉ điểm giang sơn thứ có thể thuyết phục một người chưa bao giờ là đạo lý mà khi họ gặp phải con đường cụt thứ có thể thức tỉnh thứ có thể thức tỉnh một người thứ có thể thức tỉnh một người không phải là lời khuyên mà là những thảm họa đã xảy đến những người ngu ngốc mà tự cao tự đại tự tôn tự ái thường thích hành động theo ý muốn chủ quan của mình và dễ dẫn đến thất bại những kẻ hèn mọn, thích độc đoán mọi thứ. Một người sống không tốt là vì thích chơi ngu, không tôn trọng những người giỏi hơn mình, có thói quen dùng não lợn của mình để tổng kết mọi thứ xung quanh. Đó chính là lý do nếu bạn muốn thay đổi bản thân từ trong ra ngoài hãy lắng nghe cẩn trọng những điểm sau điểm thứ nhất quý nhân người dẫn dắt bạn kiếm tiền mời bạn học nói chuyện với bạn về cuộc sống lý tưởng và khích lệ giúp bạn phấn đấu đó mới là quý nhân người cố ý trách mắng bạn trước mặt đám đông bạn đừng để bụng hãy nhớ kỹ người đó mới là quý nhân nhận quý nhân thực sự khuyến khích và chỉ dẫn bạn mở rộng tầm nhìn của bạn sửa chữa tâm tính của bạn mang lại cho bạn năng lượng tích cực điểm thứ hai mẫu nhược thì kinh doanh phụ cường thì làm quan lộc vượng phát triển và nhà nghèo thì thường cha mẹ bận mềm dẻo thì bạn học cách kinh doanh để thay đổi số phận của mình cha mẹ mạnh mẽ bạn cần học cách dựa vào những người có quyền lực để tiến thân gia tộc hương thịnh bạn cần tận dụng uy tín của gia tộc để phát triển ở quê hương gia đình nghèo khó bạn cần phải phiêu bạt để tìm kiếm cơ hội làm ăn vượt qua những khó khăn rào cản khác nhau từng người tiến triển theo từng bước chính vì vậy mỗi câu nói của người trưởng thành là do quá trình sàng lọc mà ra số tiền bạn kiếm được không phải là do thời gian mà là do những bậc cao nhân trong tầng trên xã hội lựa chọn bạn và chỉ dẫn cho bạn điểm thứ tư khi bạn không đạt được nhiều điều hãy tìm lỗi ở bạn thân lỗi ở bản thân quá trình từ nghèo khó đến giàu là một quá trình liên tục chống lại sự nghèo đói trong bất cứ việc gì bạn làm luôn có một thứ đối nghịch với bạn cái gọi là đạo của sự cân bằng giữa ấm và dường như chúng ta cần phải liên tục chiến đấu suốt đời ví dụ sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ bạn cần phải dọn, dọn dẹp lại bản chất của con người là không ngừng lao động khi rảnh rỗi con người sẽ không có việc gì làm mà không có việc gì để làm họ sẽ tạo ra rắc rối vì vậy bạn cần có rất nhiều việc phải làm nếu bạn còn rất nhiều việc phải làm mà lại than phiền về xã hội bạn sẽ không có được những thứ mà bạn mong muốn muốn trở thành kẻ mạnh mẽ mà không ai có thể so bì kịp kẻ mạnh trở thành rất mạnh khi họ biết suy ngẫm về một vấn đề tôi sống vì điều gì còn chủ yếu điều họ suy nghĩ